Hôm nay rằm tháng 7 cũng là ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Nhiều năm trở lại đây, lễ Vu Lan không còn đơn giản là một nghi lễ Phật giáo mà là dịp để mỗi chúng ta nghĩ suy về tình cảm trách nhiệm của đạo làm con. Dù cuộc sống có nhiều đổi thay, nhưng chữ hiếu vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm trí của mỗi người. Hôm nay con về đây xin cho con được quỳ trước cha trước mẹ để nói lên những lời tri ân Phật đã tưởng. Cha mẹ đã một đời vì chúng con vất vả, vậy mà ơn nghĩa kia con chưa một lần những tưởng để đáp Đó là đền. lời cảm niệm xúc động của Phật Dẫu tử phải bắt tại lễ đầu Vu từ Lan bao báo nhiêu hiếu chùa Quang Long, huyện Lục nhưng Nam. dù có thờ phụng kính Là một dâng giáo cha viên mẹ đến với chị suốt Hạnh, cuộc đời này không chỉ qua những bài nhưng giảng trên ơn lớp nghĩa kia mà con bằng những hoạt động ý nghĩa không này, trả hết chị mong muốn học sinh của vì mình mẹ thương hiểu một con cách sâu dạt sắc dào hơn về công tình sinh bạn. thành dưỡng dục của cha mẹ. Trong buổi lễ ngày hôm nay rất là ý nghĩa, đại lễ Vu Lan báo ơn báo hiếu thì sẽ giúp cho các em hiểu hơn về công lao của cha mẹ và cũng giúp các em biết mình phải làm những gì, phải nên như thế nào để làm một người con hiếu thảo với cha mẹ. Từ một nghi lễ tôn giáo mang đậm màu sắc văn hóa Phật giáo, lễ Vu Lan dần trở thành một nét đẹp truyền thống của người Việt Nam. Nhiều người Việt đến ngày Vu Lan đều cài một bông hoa màu đỏ lên áo. Đó là biểu tượng của việc còn cha mẹ. Còn những người đã mất thì cài hoa màu trắng. Màu đỏ, màu hồng là tượng trưng cho máu của mẹ truyền từ trái tim. Vì sao ta không cài bên phải, ta không cài xuống dưới này mà ta cài bên trái tim của ta. Đóa hoa hồng màu trắng nói lên một sự buồn tủi và ngầm ý ta mất mẹ nhưng mất tất cả một suối nguồn yêu thương. Hôm nay được đến đây là đại lễ Vu Lan này, con tìm hiểu được công ơn, công lao dưỡng dục của cha mẹ. Con xin tự nhủ với bản thân của mình phải cố gắng học giỏi, nghe lời bố mẹ để không phụ lòng công ơn dưỡng dục của bố mẹ. Mỗi người có một cách riêng, nhưng cần nhất vẫn là sự chân thành. Báo hiếu không chỉ là sự bù đắp cho cha mẹ đầy đủ về vật chất, mà quan trọng nhất vẫn là sự quan tâm chia sẻ bằng những điều bình dị nhất, chân thành nhất. Mỗi mùa Vu Lan cũng như một lời nhắc nhở với mỗi người làm tròn bổn phận đạo hiếu vừa được sinh thành. Cho những ai đang còn